chưa? Nếu chưa hãy xem ba học quà Tết tốt cho sức khỏe này nha. Đây là ba học quà Tết là súp bào ngư vi cá, súp bào ngư vi cá viết và súp bào ngư vi cá hải sâm. Ba học quà Tết này rất tốt cho sức khỏe của bố mẹ. Bào ngư và hải sâm là giúp cho gan khỏe mạnh và chắc khỏe xương nè. Vi cá rất tốt cho sụn khớp. Ba món súp này được làm bằng chế biến không dầu mỡ, ít gia vị, tốt cho sức khỏe ba mẹ. Hơn nữa, cái súp bào ngư vi cá là một món ăn ngon để mời ba mẹ thưởng thức. Đặc biệt, nếu mà ba mẹ anh chị nào ở quê chưa được dùng món súp này bao giờ hết, thì Tết này hãy biếu để bố mẹ dùng thử cho biết cái món súp này nó có gì ngon và tốt sức khỏe thế nào mà ngày xưa chị vua chúa mới được ăn. Nên chị đem về quê biếu Tết bố mẹ, người thân thì làm bộ sẽ đóng hộp quà Tết này gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo giữ đồ lạnh thật tốt cho món ăn. Súp bào ngư vi cá là món quà tốt cho sức khỏe, còn thể hiện là sự sung túc và may mắn đầu năm. Rất phù hợp để làm quà Tết cho bố mẹ năm nay. Thì để đặt những hộp quà Tết này cho bố mẹ, anh chị hãy nhắn Zalo hoặc gọi hotline của nhà hàng Lạc Bửu nha.